tiêu thụ trên cái thị trường nội địa và chúng ta đa dạng hóa các cái sản phẩm cũng như là chúng ta tìm kiếm các cái cơ hội để cho khách hàng đặt hàng nêu yêu cầu để các doanh nghiệp chúng ta tìm cách cải tiến nâng cao cái chất lượng hàng Việt của mình lên.